Quạt này đẹp quá. Cũng xếp đó. Sakala, anh lấy miếng nha. Em ăn đi. Dạ anh. Đâu rồi? Bộ xách xe hỏi đi cô gái hả? Đúng đang đi rửa xe nè anh. Cũng biết là anh lúc nào cũng muốn xe bóng lộn mà. Mệt quá, bỏ cái chữ bóng đi, nó chữ sạch được rồi. Dạ anh, cũng biết anh lúc nào cũng muốn xe sạch. Sạch bóng. Người ta nói là rửa khoảng nửa tiếng là xong, mà nãy giờ em chờ hoài cũng chưa xong. Khổ tâm quá à, rồi chừng nào Dũng mới về tới đây hả? Em nghĩ chắc cũng khoảng chừng 20 phút. Giác xác Dũng về đây, lẹ lên nhanh lên giùm hỏi đi. Dạ. Có chuyện gì sao em? Không có sao em. À, taxi. Chờ xíu. Thôi giờ mình quay trở về nha. Dạ. Thấy hôm qua em hát hay lắm đó. Thôi, anh khen em quá. Rõ ràng họ đến đây họ chờ trước. Tại sao người ta cho anh taxi của họ? Thôi mệt quá, anh không cần nói gì nữa trơn. Chừng nào có taxi nói. Em rất vui được hát trở lại. Xa sân khấu em cảm thấy xa lạ với chính mình. Chơi mày luôn. Nhưng em vẫn thấy không yên tâm. Còn bây giờ? Đương nhiên em phải tập trung hết trong nhà. Ơi, à, nón thơm quá, hỏi thích quá à. Đội nón này vô gọi đầu cả tuần chứ không bay mùi quá. Em chỉ cần tự tin lên chút xíu nữa thôi. Sếp anh cũng nói vậy đó. Thật hả anh? Ông nói sao? Thì ông nói là ông sẽ giết anh. Ừ, ok. Xe của Hải. Xe của Hải. Quay lại cái màu đỏ của Hải. Nhanh lên, xe của Hải. Chết rồi, ổng kìa. Em chết rồi, trời ơi. Tôi đang chở ai ông Phạm Hương Hội nghe chưa? Nhanh lên, dí lên nó. Dí lên xe màu đỏ cho tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Em giữ chặt nha em. Em đưa anh cái kiến với cái khăn đi. Lẹ lên, lẹ lên. Ê! À! Có cách rồi. Qua đi, qua đi. Nhanh lên, bắt lấy nó. À! Xin ra. Hồi sợ cái bánh xe. Có chân, có chân cái bánh xe. Hồi sợ quá à. Quỷ xe tải. Làm nhanh anh chứ quỷ. À! Vô đây nè. À! Ê! Đi lên quay. Ê! Ê! Quay qua đây coi. À! Không phải. You look at me. Do you understand? You look at me. Check out my bling bling. Hey, xe của Hải. Quỷ. Chết màu. Chết màu rồi em ơi. Dũng đâu rồi? Dũng ơi! Dũng đâu rồi? Dũng! Đi ra đây coi! Gì vậy sếp? Em đang... Đi ra đây biểu coi! Nhanh lên! Dạ! Cái gì vậy sếp?
lấy cho họ mượn cái điện thoại của Dũng đi. Dạ. Alo, nói máy với bộ phận bán hàng cho tôi ngay lập tức. Tôi giận quá rồi. Hả? Nè, biết tôi thấy cái gì ngoài đường ngày hôm nay không? Hả? Một chiếc BMW màu đỏ, mũi trần, series 6. Vậy là sao? Hả? Nói đi. Rõ ràng chính miệng mấy người nói với tôi á là BMW màu đỏ của tôi là duy nhất Việt Nam. Vậy mà bây giờ tôi thấy một cái thằng lùng giả làm đàn bà, nước da màu xíu la nữa chứ, nó chạy ngời ngời ngoài đường đó. Hả? Như vậy là sao? Trời ơi, mấy người có biết là tôi giận quá rồi. Bây giờ mấy người hỏi tôi biết nó là ai không hả? Làm sao tôi biết nó là ai? Mà tôi nói thiệt á, cho dù nó có đứng trước mặt tôi, thậm chí tôi nắm được nó rồi á, nếu mà tôi có hỏi đến á, là cái miệng nó cũng chối lẻo lẻo à. Nhưng mà bằng mọi giá, tôi phải lột trần cái sự thật này ra.